Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Toyota phủ nhận Corolla Altis thế hệ mới sắp bán tại Việt Nam, đó là cơ hội rất lớn cho Mazda 3. Thế hệ mới chậm chân về Việt Nam có thể sẽ ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của dòng xe Corolla Altis trong phân khúc sedan hạng C vốn bị thống trị bởi Mazda 3, mẫu xe dự kiến xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 10 năm nay. Sáng ngày 19 tháng 9, Toyota Việt Nam đã xác nhận thông tin Toyota sắp giới thiệu Corolla phiên bản 2019-2020 tại Việt Nam là không chính xác. Hiện Toyota chưa có kế hoạch giới thiệu phiên bản này tại thị trường Việt Nam. Đại diện truyền thông của Toyota Việt Nam viết trong thư điện tử như vậy. Đây là thông tin khá bất ngờ vì tin đồn Toyota đưa Corolla Altis thế hệ mới về Việt Nam đã có từ nhiều tháng trước, dự kiến là sau không lâu thời điểm ra mắt chính thức ở thị trường Thái Lan. Các tư vấn bán hàng cũng dậm dịch thông báo tới khách hàng về thế hệ mới. Nhiều người còn kỳ vọng mẫu xe này sẽ xuất hiện tại triển lãm ô tô Việt Nam năm 2019. Việc chậm ra mắt có thể sẽ khiến mẫu sedan hạng C nhà Toyota rơi vào thế khó nếu Taco kịp giới thiệu mẫu Mazda 3 thế hệ mới trong năm nay. Mazda 3 thế hệ mới đang có sức hút rất mạnh nhờ mang nhiều thay đổi lột xác từ thiết kế ngoại thất, nội thất, động cơ cho đến tính năng. Thế hệ hiện tại đang dẫn đầu doanh số với mức bán ra hơn 9.000 xe trong 8 tháng đầu năm nay, chủ yếu là bản sedan với hơn 8.000 xe, trong khi đó Corolla Altis tụt lại khá xa với khoảng 2.500 xe. Corolla Altis phiên bản hiện hành tại Việt Nam có 5 biến thể, giá bán dao động từ 697 triệu cho đến 932 triệu đồng. Tuy nhiên, giá bán thực tế tại đại lý có thể thấp hơn vài chục triệu đi kèm các gói quà tặng, khuyến mãi. Việc giảm giá trường kỳ cũng sẽ là cơ sở để nhiều người tin rằng đây là động thái dọn kho đón Corolla Altis thế hệ mới về Việt Nam. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.